Bức mật thư máu chứa đựng sự thật ít người biết về Từ Hy Thái Hậu. Nội dung bức thư có liên quan đến 8 vị đại thần Di Thân Vương Tái Viên, Trịnh Thân Vương Đoan Hoa, Túc Thuận, Cảnh Thọ, Mục Ấm, Khu Nguyên, Đỗ Hàn và Tiêu Hữu Doanh. Bước lên vũ đài chính trị ở tuổi 26, thế nhưng sự thực là Từ Hy đã đánh bại cả 8 vị đại thần cố mệnh của Tiên Đế Hàm Phong để chạm tới đỉnh cao quyền lực Thanh Triều lúc bấy giờ. Năm 1857, Từ Hy được phong thành quý phi. Vì sức khỏe của vua Hàm Phong ngày một nguy kịch nên ông đã để người phụ nữ thông minh, yêu quyền lực nhất trong hậu cung can dự vào chuyện triều chính. Từ Hy đưa con trai lên ngôi, bản thân trở thành thái hậu. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại.